Mọi người mua gì đấy ạ? Mua ánh sáng. À, thu tiền điện à? À, thu tiền điện mà vui như ngày hội này á. Hóa ra là ở đây có hai nơi mà đang tụ tập rất là đông người. Một bên là thu tiền điện, một bên là phát giấy mời đám cưới. Bà là bà cạo tóc đúng không? Cho con xem một tí nhá. Sao con che cho? Nào. Các bạn thân mến, trên con đường đi từ Cao Bằng tới Mèo Vạc Hà Giang thì Nam bắt gặp một ngôi làng nho nhỏ của người đồng bào. Nam nghĩ rằng là người đồng bào Mông đấy, bởi vì có những cái đặc điểm mà Nam dễ nhận dạng. Ví dụ như là ở đây có một cây lê này, cây lê không biết là lê hay mắc cọp, quả rất là sai nhưng mà hơi nhỏ, mình lát nữa mình sẽ xin đấy. Và ở dưới kia thì mọi người đang rất đông người, đang đúng rồi, người Mông. Nhìn Nam nhìn thấy mặc váy và hình như họ đang chia tiền đó, thì mình thử vào xem là mọi người đang có cái hoạt động gì. Xin chào mọi người nhá. Mình là người Mông nhỉ? À, người Dao à? Nhưng mà thấy có cả người Mông đúng không? À đúng rồi, chị kia, đúng rồi, chị kia mặc váy, chị là người Mông. Còn đây là đa số là người Dao. Đó, người Dao ở đây là ví dụ phụ nữ là đa số là hình như là có chồng là họ sẽ cạo tóc. À, xin chào, con chào bà. Chào mọi người ạ. À, mọi người mua gì đấy ạ? Mua ánh sáng. À, thu tiền điện à? À, thu tiền điện mà vui như ngày hội này á. Điện thoại lâu rồi, hôm nay mới thấy mặt đến đây à? À, chào anh nha. Em chào anh. À, chào em. Em chào anh Hoàng Nam nha. Em theo dõi YouTube của anh lâu lắm. Hóa ra ở đây là mọi người đang thu tiền điện. Thì cái đây là cái thẻ gì đấy ạ? Thẻ nộp tiền điện. À, đây có thẻ khách hàng này. Thế là mỗi một hộ sẽ được cấp một cái thẻ như này. Sao cái này mà ở dưới mình không sử dụng nhỉ? Đấy. Ở đây là Nậm Dân, Ca Thành, Nguyên Bình, Cao Bằng. Cái này thì sẽ quẹt thì sẽ ra được là ví dụ là hộ nhà chị hết bao nhiêu tiền đúng không? Thì sau đó mình sử dụng tiền mặt để mình đóng. Đấy. Nói chung rất là thú vị. Còn ở kia thì không biết là chị này đi phát thiệp mời. Chị này đi phát thiệp mời đám cưới này. Chào chị nhá. Chị là sắp tới nhà mình có ai cưới à? À cưới ai của chị kia. À chị kia à? À thế là chị là có 3 tấm à, hay là chị có đem về cho cả xóm luôn? Chị đại diện. Cả xóm mấy hộ đây này. À. Vâng. Chị được 1 tấm thôi. Vâng vâng. Hóa ra là ở đây có hai nơi mà đang tụ tập rất là đông người. Một bên là thu tiền điện, một bên là phát giấy mời đám cưới. Để mình ra xem nào. Chào anh nhá. À, chào anh. Anh là thu tiền gì à? À, tiền lãi ngân hàng à? À, còn tranh thủ luôn là chị đi phát mời đám cưới à? Thì bao giờ đám cưới tổ chức ạ? À? 21 tháng 8 âm ạ. 21 tháng 8 âm à? Là còn mấy ngày nữa nhỉ? Còn hôm nay thì còn 30 ngày nữa. À, phát trước 1 tháng à? Thế là ai là người cưới, là con chị à? Là con trai con gái? Con trai của chị ạ. Con trai của chị à? Em chưa gặp bạn ý, nhưng mà em cũng xin chúc bạn ý cũng như là chúc chị là đám cưới vui vẻ hạnh phúc. Là mình là có thêm một nàng dâu về à? Tức là con dâu sẽ về ở với mình luôn đúng không? Thế là nhà sẽ có thêm một lao động nữa nhờ. Nhờ cũng tốn thêm một miệng ăn nữa. Và thôi, xin chúc mọi người là luôn luôn đầy đủ và ngày càng phát triển giàu có chị nha. Dạ. Chị là người Dao đúng không? À, cho em hỏi chút này, tại sao có người thì cạo tóc, có người thì vẫn có tóc nhỉ? Đây thì tùy từng ngày thôi, có người già già thì mình không thích để ai thích để thì không thích để mình cạo đi. Tức là tục lệ ngày xưa là nếu mà có gia đình là phải cạo đi đúng không? Vâng ạ. À, thì bây giờ thì
mọi thứ nó thay đổi rồi thì chỉ có người già thì mới cạo thôi đúng không? Đây, tôi thấy có bà này. Mình ba là bà cạo tóc đúng không? Đúng không? À bà chưa nói được tiếng quốc ngữ đúng không? Thế thì chị em thử nói xem là bảo bà bỏ khăn ra anh xem được không? Được. Bà xấu hổ à? Xấu hổ không? Không, xấu hổ gì? Đây con che cho, con lấy cái này con che cho. Bà bỏ ra con xem một tí thôi. Nào, cho con xem một tí nhá. Sao con che cho? Nào. Nào. Được không? Được. Mà thế này là tức là mình luôn để ngắn như này hay là mình phải cạo hết? Cạo hết à? Chẳng qua là bà lâu rồi bà chưa cạo để như này đúng không? Xong rồi mọi người chỉ cạo này và đội thêm một chiếc khăn nữa thôi nhỉ? Thì cũng giống như người Kinh của chúng ta ngày xưa là có tục lệ ăn trầu này hay là rất nhiều cái tục lệ khác. Thì với người Dao thì cũng vậy. Nếu mà một người phụ nữ mà có gia đình thì theo tục lệ của họ là sẽ phải cạo tóc để coi như một cái sự đánh dấu. Già rồi. Già rồi mà thích cạo. Già rồi cũng thích cạo. Không, tức là thế hệ ngày xưa các bác các bà có tuổi thì mọi người vẫn theo cái tục lệ đó. Còn các bạn trẻ như bây giờ thì có chồng nhưng mà không còn nặng nề cái chuyện phải cạo nữa. Bà ơi, cái hoa tai của bà này là hơi bị đẹp luôn đấy nhá. Nó là biểu tượng của cây thông này. Thì cái này là bằng bạc à? Vâng. Bằng bạc luôn à? Bạc. À. Con hả nè? Con mới nói nhanh. Con nói xưa nhanh á. Đấy. Với người Dao thì việc sử dụng bạc trong cái trang sức hàng ngày ấy là rất là quan trọng và rất là phổ biến luôn. Không chỉ là để ở tai, ở cổ mà còn trang trí vào trong cái bộ trang phục truyền thống của họ nữa. Đấy. Đây bà ở nhà mình đây à? À. Thế bây giờ cho con hỏi nhá. Này cho anh hỏi này, là tại sao là bên đi thu nợ là mình vay mượn cái gì à? Đi thu nợ ấy. Thu lãi ấy. À, thu lãi là mình vay nhà nước về. Vay nhà nước để làm gì? Là có một số thì làm nhà, có một số cũng không biết đâu, hôm nay khác nhà. À, tức là một số vay để xây nhà hoặc là mua xe máy hoặc là mua trâu bò gì đấy, đúng không? Thì ví dụ như là trả lãi thì là có nhiều, em có vay không? Không à, em có vay không? Em là cũng không. Không à, anh có vay không? Không à? Thế thì vừa rồi ai vay ở đây mà ví dụ họ đóng lãi có nhiều không? Một tháng bao nhiêu? Tùy thôi. Vay nhiều. Vay nhiều thì lãi nhiều. Ờ. Thì cái nhà mà vay nhiều nhất là bao nhiêu tiền? Là đóng lãi là bao nhiêu? 200 à? À. 2 triệu à? 200 triệu. Vay 200 triệu. Thì đóng lãi vừa rồi là đóng lãi hết bao nhiêu? Hết 300. 300 à. Tức là vay 200 triệu để xây nhà hoặc là với mục đích gì đó và bây giờ sẽ phải đóng lãi là khoảng vài triệu, 2 hoặc đến 3 triệu một tháng. À, 2 đến 300 một tháng. Vâng. Đó. Rồi. À, và đây, bác vừa đi đóng tiền điện về à? Không biết nói. À, bác không biết nói. Hình như là mình nhìn bác là thấy có sự rất là giàu có rồi nhá. Thứ nhất là trông bác trắng trẻo, phúc hậu hơn này. Thứ hai là cái tai này là đeo vàng. Đấy, đeo vàng chứ không phải là đeo bạc giống như những người khác. Đấy. Bây giờ mình thử xin bác bữa cơm xem nào. À, nhà bác ở đây à? Nhà bác ở đây là chứng tỏ là bán tạp hóa này là giàu rồi này. Ở đây là nhiều người này. Ở đây là... À, ở đây tôi thấy là... Quá là bán nhiều thứ và có cả quầy ăn ở đây.
là bán mì tôm các thứ này. Đấy, chào con nhá. Và ở dưới kia đúng là một cái sinh hoạt rất là vui ở một cái trên đường mà tôi đi vào một cái nơi đồi núi, một cái vùng xa xôi, thì bà con sẽ tụ tập lại và để sinh hoạt chung ở một cái nơi, ở một cái quầy tạp hóa như này. Đấy. Ôi em ơi, em cái này là để làm gì? Cái thêu à? Thêu hoa. Thêu này là mình sẽ trang trí ở áo đúng không? À đây, áo giống của chị à? À đây này. Em xem một tí nhá. Đây này các bạn này. Đó, có rất nhiều cái hoa văn đẹp ở đây. Là mọi người sẽ phải thêu bằng tay và trang trí cho mình theo sở thích của mình. Ví dụ là của em bé này thì cũng là trang trí hình khác nhá. Đấy, cũng là những cái nét họa tiết đó, nhưng mà kiểu cách thì lại khác. Đấy. Bây giờ thì tôi sẽ hỏi xem là mọi người có cơm không. Dù sao bây giờ cũng là 11 rưỡi rồi các bạn ạ. Đấy. Anh ơi, buổi trưa nhà mình có ăn cơm không? Ăn cơm á? Ừ, có. Nhà mình không nấu cơm à? À thế buổi trưa thì mì tôm rồi. À buổi trưa đây mọi người ăn mì tôm thì à? À. Theo cái phong tục của, không phải phong tục mà cái thói quen ở trên này là buổi trưa không nấu cơm. Thì có gì ăn đấy. Ăn vặt. Thế thế mình nấu cơm và ăn vào lúc nào? Không. Không ăn cơm á? À. Thế đây em bây giờ em mạn phép em tò mò em xem cái gian bếp nhà mình được không? Được mà. Bếp nhá. Em xuống xem nhá. Dạ. Bác. Con xuống xem bếp nhá. Vâng. À. Bởi bếp ở đây thì cũng không phải là bếp của một hộ gia đình kiểu là đại diện, mà bởi vì đây là đã là một cái nhà hàng, một quán ăn rồi thì nó mang cái hơi hướng dịch vụ nhiều hơn. Thì đúng thật các bạn ạ, là ở đây là có một cái nồi nước này đang đun này để lấy nước sôi này. Đấy. Và chắc thế mọi người sử dụng cơm nước gì nhỉ? Không thể nấu cơm luôn, toàn nước thôi. Xem đây là cái nồi gì. Đây là nồi cám các bạn. Để cám này. Ở căn bếp của một cái gia đình mà rất đông người và chủ phú nhất thì tôi vẫn xem là xem có cái gì phong phú ăn được không. Đây là một cái chảo. Mèn mén á. Đây mèn mén đấy các bạn này. Mèn mén là bột ngô được đồ lên. Mèn mén. Không biết mèn mén đây là món ăn của người Mông, nhưng đây là người Dao mà, hay là họ bán cho người Mông. Đấy. Để mình xem ở đây. Ở trên này thì tôi thấy mọi người vẫn có dùng nước mắm và muối là chính này. Ôi rồi, cái vùng nồi này trông nó khá là kiểu mình ngại động vào luôn ấy. Đấy. Bây giờ mình thì mở ra xem là có cái gì ở trong. Ui, không có gì luôn. Nói chung là đối lập với sự giàu có ở phía trên. Để mình xem ở trong trạng. Trạng thì cũng không thấy có gì đây. Nói chung là thấy hơi thất vọng một chút. Đó. Mà cũng hiếm có ai. Ôi, lại mèn mén. Đấy. Lại mèn mén. Mình chắc gọi là ông thần bếp à. Gọi là gì nhỉ? Táo quân mất. Suốt ngày đi vào bếp của người đồng bào để xem là mọi người sinh hoạt ra sao, ăn uống thế nào. Có những cái gì khác biệt không? Đấy. Thì mình sẽ ra hỏi xem nào. Chị. Nhưng mà đa số những cái thực khách ở đây là ăn mì tôm. Ơ anh ơi, tại sao mình có nhiều mèn mén thế nhỉ? Mèn mén ấy. Mèn mén à? Ừ. Ờ thế cái ngô mà ngô xay xong đồ lên ấy. Thì đấy là món gì? Mèn mèn ạ. Ở đây gọi là gì?
bên bên không không hiểu thằng 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 là vấn đề à thế cái cơm đồ là cái cơm đồ rồi. Cơm đồ à? Cơm đồ. À nhưng mà đấy là làm từ ngô đúng không? À ngô mà. À ở đây lại không mà. Không gọi cơm là đồ. Mèn mén, ở đây gọi là cơm đồ. À cơm đồ rồi. À thế là mình ăn cái đó à? Vâng. Ăn cái đó với cái gì? Cái này với dâu thôi, không có gì đâu. Anh lấy cho em một bát em ăn thử được không? Được mà. Nhá, yeah. Anh lấy cho em đi. Hóa ra đây gọi là cơm đồ, trông gọi là mèn mén giống như ở mạn Hà Giang. Đấy. Để tôi sẽ vào để xem là bình thường anh sẽ ăn như thế nào. Đấy. Cứ ăn nhé. Vâng. Ăn không hả anh? Không không ăn mấy cái gì nữa à? Cái này... À, rồi em cảm ơn nhá. Nhẹ tênh các bạn ạ. Bởi đây là cái bột ngô đã xay ra nó rất là xốp. Đấy, nhẹ tênh. Chưa có dâu. Có dâu á? Chưa có dâu ăn. Chưa có à, dâu ăn á? Dâu ăn, chưa có gì dâu mà ăn. À, chưa có dâu ăn, không có gì ăn kèm đúng không? Nhưng mà chỉ hôm qua, nhưng mà chỉ làm lại thì lâu lắm không có rồi. Nhưng mà hôm qua làm lại ăn. À cái này mình làm từ hôm qua à? Vâng. Vâng. Thử đây. Xem thế nào. Vâng, em thử miếng nhá. Cái món này khó ăn thật đấy. Bởi vì nó là cái này chứ cơm này chứ người bán người mông ăn thôi, nhưng mà chỉ mình lâu lắm rồi chứ không có ăn, nhưng hôm qua làm cái ăn một bữa. À tức là đây cũng không phải là món thường xuyên của mình. Không đâu, nhưng mà chứ mình sẽ ăn gạo rồi. À lâu lâu là mình nấu mình ăn đúng không? Đấy. Tức là bình thường mình vẫn ăn cơm. Nhưng hôm nay thì mình mới làm biếng không nấu cơm. À thế tôi đến xin cơm là không có là như thế chứ bình thường mọi người vẫn ăn cơm. Đấy. Ừ. Ăn thử thế nào. Ờ cái món này là cái món mà nó xốp ấy và nó như kiểu nó hút nước ấy, khi chúng ta ăn vào thì nó hút hết nước bọt của chúng ta và chúng ta thấy cảm thấy rất là khó nuốt. Đấy, buộc ăn này phải ăn với canh. Ăn thêm với canh nữa. Đấy. Đây là nhân bình. Dạ. Được nhân bình. Nhân bình đúng không ạ? Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh tính tiền thêm bát này nhá. Không, có cần tính đâu mà. Không lấy tiền đâu là. Ăn thử xem thế nào đó. Cho phim. Khó ăn quá anh ạ. Vâng. Đấy. Thì em gửi anh nhá. Vâng ạ. Giờ em lên em mua của anh một vài chai nước nhá. Vâng ạ. Dạ. Các bạn tức là rất là khó nuốt và bây giờ tôi cổ đang khô vô cùng. Hồi trước tôi bị ho rồi. Bây giờ mình lên mình phải mua ủng hộ anh mấy chai nước. Một phần là ủng hộ, một phần là để cho mình không bị khô cổ như này. Và mọi người ở đây mình cảm thấy rất là thân thiện. Đặc biệt là với một người lạ như mình. Không ai có sự cảnh giác quá là nhiều. À đây nhân tiện có các cháu bé ở đây. Chắc là mua luôn cho các cháu đi nhở. Các cháu thích cái gì? Các cháu thích kẹo này nhá. Đây nhá. Đây. Này, tặng con này. Mình mua luôn của cô chủ quán cả hàng này. Đây. Đây. Của con đây. Đây. À, bắt tay. Xin, rồi, thêm xin. Rồi. Đây. Dạ. Dạ. Đây. Con gái có cái áo đẹp đây. Tặng con. Rồi, tất cả mọi người có kẹo rồi đúng không? Cô ơi, con gửi tiền với. Rất là cảm ơn bà và cảm ơn mọi người ngày hôm nay. Thôi bà không phải bù. Không phải bù luôn nhá. Vâng ạ. Thì, có gì có ai mà đến đây mà khó khăn quá nhau thì bà lại giúp đỡ họ nhá. Vâng. Con cảm ơn bà. Ngày hôm nay Nam rất là vui bởi vì cái cuộc gặp mặt chớp nhoáng
bà con người Dao cũng như là người Mông ở khu vực Cao Bằng, và nhận được cái sự thân thiết này trên đường, đó là cái điều rất là may mắn và hạnh phúc đối với Hoàng Nam. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục hành trình đi khám phá thôi.